Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sơn liễu nha. Sơn liễu đọt đỏ nha anh chị cô chú. Cây này có hoành tổng là 10 nha. Cao là 12, cao từ mặt bầu lên 12 nha. Còn cái tán ngang hết tán của cây là 22 nha anh chị cô chú. Vàng chây xương quá già luôn nha. Đây bầu đất riêng nha anh chị cô chú. Hàng mini để bàn nha. Chơi chốt quá già luôn nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ.